chợ Thái Bình cũng biết là nó vắng, nó không có khách tên gì. Cuộc sống thì vẫn trôi, vẫn tiếp, nó cứ âm u, rồi xong nó mưa, rồi xong nó tạnh, rồi xong nó mưa. Bên trong nó cũng vắng lắm. Đây, máy bên trái thì những người ta đang ráo riết người ta làm. Bầu trời này nó xám xịt, chưa có gì cả. Chỉ có bảo vệ thôi. Thì cái chợ này nó vẫn còn tồn tại từ lúc đó đến bây giờ anh chị. Dạ, xin Y Đoàn mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh xin Y Đoàn. Bây giờ là 7:30 tối ngày 27 tháng 9 2022. Trước mặt anh chị đó là chợ Thái Bình. Và bên trái của anh chị đó là rạp Hải Quan. Bây giờ trở thành nhà sách rồi anh chị. Đây là giao lộ những con đường như là Võ Thánh, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão. Hiện tại thì ngoài miền Trung có một cơn bão số 4 rất là mạnh đang áp sát cái miền Trung ở khu vực Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi anh chị. Một cơn bão này rất là mạnh và người dân cũng di tản, học sinh cũng nghỉ học, những người dân ngư dân phải neo thuyền tối nay hoặc sáng rạng sáng ngày mai thì bão sẽ đi vào đất liền. Hy vọng rằng nó không có bị ảnh hưởng nặng nề để cho bà con có cuộc sống bình yên. Và chiều nay thì nó có cơn mưa rất là to và hiện tại là trời cũng mây đen, đen thui anh chị. Bình thường giờ này là bầu trời nó hơi xanh xanh, nó dạ là màu xanh như anh chị cũng thấy, trời đen thui. Và với cái không khí ảnh hưởng bão, mưa, gió cả ngày thì Jenny cũng muốn cập nhật hình ảnh cuộc sống, nhịp sống ở Sài Gòn, ở những con đường trung tâm gửi anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi con đường Võ Tánh, Nguyễn Trãi về ngã 6 Phù Đổng, sau đó đi ra chợ Bến Thành, Nguyễn Huệ một vài con đường để anh chị thấy cái không khí một ngày ảnh hưởng mưa bão nó như thế nào anh chị ha. Hy vọng là đừng có mưa, rồi chiều mưa ướt đồ hết anh chị. Đi đón con ướt đồ hết. Rồi chúng ta đi nha anh chị ha. Cùng đi ngắm Sài Gòn. Rồi chúng ta đi nha anh chị ha. Mình đi con đường Võ Tánh, Nguyễn Trãi nha anh chị. Đối với con đường này đó, thì bây giờ thì nó cũng nhộn nhịp đông đúc. Nó là một cái phố thời trang cao cấp, hai bên là chuyên bán quần áo thời trang. Rồi chúng ta sẽ đi con đường này anh chị ha. Con đường này thì anh chị cũng biết, đi ngang qua con đường Bùi Chu, nay là Ngô Tôn Thức Tùng, chuyên bán về hàng vi tính. Rồi có nhà thờ Nguyễn Sĩ, con đường Lê Lai. Nhưng mà mình cứ đi thẳng nha anh chị, đi con đường Võ Tánh. Anh chị nhớ không, những năm đâu 91 đến 2000 thì không biết ngày xưa như thế nào, cái thời gian đó thôi, thì sinh đi đạp xe đạp trên con đường này đi học, đi cũng đi vòng vòng, thì con đường này vắng lắm anh chị, nó không có đông đúc như thế này đâu. Đạp xe đạp mà đi con đường Gia Long, Lý Tự Trọng cũng vắng vẻ, nhưng mà bây giờ thì anh chị thấy đông lắm.
cuộc sống ở Sài Gòn thì mọi người cũng rất lo lắng bão, nhưng mà chỉ sợ mưa hoặc là ngập anh chị, mưa là ngập thôi, đường đi về nhà nó hơi khó khăn thôi. Chứ mà người Sài Gòn thì không có kinh nghiệm về bão, tại Sinh Y cũng chẳng có kinh nghiệm gì đâu. Chứng kiến bão, trong tâm bão vào 2006 ở Vũng Tàu đó, từ đó thì sợ luôn. Ngày xưa đến giờ thì Vũng Tàu đâu có bão, mà lần đầu tiên có bão, sợ lắm. Bảng hiệu bay rồi tôn thiết nó bay, nó giống như cái khăn vậy đó, rồi cột điện thì gãy, cây cổ thụ thì ngã đổ đó. Đây là phố thời trang nên giờ thấy bão sợ lắm. Bây giờ thời tiết cũng không nói trước được điều gì anh chị. Đây cơn bão Noru, tên là Noru bão số 4 thôi, nhưng mà trung bình thì ở Việt Nam này thì có 12-13 cơn, từ đây ở cuối năm sẽ nhiều cơn bão nữa. Nhưng mà thường thường cuối năm đó, không khí lạnh tràn về thì bão nó về phía Nam, nó rất là nguy hiểm. Đối với đây là một cái phố thời trang, nhưng mà nếu mà nhìn về những hình ảnh phố thời trang, những cái dãy shop thì anh chị cũng biết là nó vắng, nó không có khách anh chị. Đối với người khá giả, người giàu thì người ta xem cái bộ đồ hiệu thì rất là đơn giản, bình thường. Nhưng mà đối với cuộc sống những người trung bình khá đến nghèo, nghèo thì khỏi nói rồi, trung bình khá thì người ta cũng không có đặt nặng về thời trang nữa, toàn là của xe của nhân viên thôi, không có khách. Rồi, chúng ta sẽ xa xa đó là ngã 6 Phù Đổng. Sinh Y sẽ về chợ Bến Thành nha anh chị ha. Về chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành buổi tối cũng buôn bán trở lại rồi, các tiểu thương buôn bán trở lại rồi, nhưng mà đa số là bán cho khách du lịch. Sài Gòn cũng có khách du lịch rồi anh chị. Khách châu Á, khách châu Mỹ, rồi khách châu Âu, Úc có đầy đủ, nhưng mà những khách lẻ thôi, chứ không có khách đoàn. Đó, đây cái tình hình thì anh chị cũng biết là cái shop, những cái shop thì vắng khách. Rồi đây ngã 6 giao cắt bởi những con đường Lê Thị Riêng, Ngô Tùng Châu, rồi Võ Tánh, Nguyễn Trãi, Lê Văn Duyệt, Cách Mạng Tháng 8, rồi con đường Gia Long, Lý Tự Trọng. Rồi, xin này muốn là để anh chị có hình ảnh thân quen anh chị ha. Đó, cuộc sống thì vẫn trôi, vẫn tiếp diễn. Rồi bây giờ mình về chợ Bến Thành nha anh chị. Đối với chợ Bến Thành đó thì công trường Quách Thị Trang hiện tại họ cũng tráng nhựa rồi anh chị. Rồi ở đó có một cái hầm, cái hầm của tuyến metro cũng đang làm cái nắp hầm rồi, cái trạm ở dưới có cái hầm ở dưới tráng nhựa, hy vọng rằng cuối năm sẽ xong. Cuối năm xong rồi mời anh chị chúng ta đi dạo với nhau nha. Sài Gòn thì từ ngày xưa đến giờ thì anh chị không biết, cũng không chỉ ảnh hưởng bão thôi, chứ chưa có bão. Chỉ 2006 thì nó lém lém khúc Cần Giờ đó anh chị, nên chỉ xảy ra mưa thôi, chứ không có gì gọi là nguy hiểm nặng nề. Khách sạn New World.
Tên kia không biết có ngõ quẹo không? Tại vì Sinh Hy định quẹo con đường Trương Định mà không biết nó có cái ngõ quẹo để đi qua không. Có anh chị, có Sinh Hy sẽ đi về cái hướng chợ Bến Thành nha anh chị ha. Để anh chị thấy cái cuộc sống khi mà Sài Gòn ảnh hưởng bão nó như thế nào. Mà nghe bão sợ quá. Cơn bão là trong 20 năm cơn bão này cũng thuộc loại cơn bão cũng lớn. Nó tăng tốc. Nó qua Philippines ở suy yếu. Và khi mà vào Biển Đông bắt đầu nó mạnh lên. Gió giật thì khoảng là 180 mấy km một giờ. Đây là con đường chuyên bán đồ cho khách đạo Hồi, Hồi giáo đó anh chị. Đây là con đường Nguyễn An Ninh. Thì thời tiết mấy bữa nay thì cứ nó cứ âm u, rồi xong nó mưa, rồi xong nó tạnh, rồi xong nó mưa. Đó, đây là cửa Tây. Cửa Tây chợ Bến Thành. Trong chợ thì cũng vắng. Ngày xưa mà trước khi mà dịch đó thì anh chị cũng biết là ở đây nó trở thành một cái nơi phố ẩm thực. Nhưng mà khi mà dịch cơm tràn tới thì nó vắng. Đây là cái lòng chợ nè, anh chị thấy bên trong nó cũng vắng lắm. Ở đây là con đường chúng ta không có đi ngược chiều được anh chị. Có một số người đi ngược chiều. 7:30 mà bà con thì cũng dọn chợ hết rồi. Mưa gió bão bùng như thế này thôi dọn chợ nghỉ ngơi. Mai lại bắt đầu đi cày tiếp. Ở cái ngõ nào để đi ra cái quẹo một vòng rồi. Thôi kệ chúng ta quẹo một vòng nha anh chị ha. Cái góc này phở 2000. Cái thương hiệu phở 2000 cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà cái địa điểm này cũng đóng cửa rồi, cho thuê. Đây là con đường chúng ta chạy về con đường Lê Lai. Cái dãy phố Sầm Uất buôn bán khách sạn năm xưa giờ hoành hiu. Chúng ta làm một vòng nha anh chị ha. Đi con đường Lê Lai, sau đó chúng ta ra con đường Trần Hưng Đạo, rồi ra con đường Đại lộ Lê Lợi, ra Nguyễn Huệ. Mưa thì chắc cũng diễn ra đâu đó đó. Thì có người mặc áo mưa. Sinh Hy để ý thì không có ai đi chơi với anh chị. Họ có yếu là họ chạy xe trên đường để về nhà thôi. Chợ Bến Thành thì cũng vắng. Hàng quán thì thấy những con đường Sinh Hy đi qua như quán cà phê thì cũng chưa có khách. Hồi chiều mưa quá lớn mà. Mà hiện tại là anh chị cũng biết bữa nay đầu tháng 9 âm lịch, cứ đầu tháng vào ngày rằm
là nước sông lên. Mà những cơn mưa như thế này thì nước sông nó lên cũng nguy hiểm lắm, nó ngập những cái nơi trũng là nó ngập, cuộc sống người dân ở khu vực đó đảo lộn. Khi mà khu vực trung tâm này mà khi mà mưa to mà nước sông lên thì khu vực trung tâm này cũng trở thành bình địa luôn, nó cũng ngập luôn, ngập kể cả chợ Bến Thành. Qua con đường Phạm Ngũ Lão, sau này công trường Quách Thị Trang làm xong đó thì con đường Phạm Ngũ Lão này nó sẽ đâm thẳng ra cái công trường Quách Thị Trang luôn. Bây giờ hiện tại là họ bao lại để họ làm cái công trường, và cũng rất là vui. Những bức tượng Trần Nguyên Hãn, tay thì cầm con chim bồ câu đó, thì cũng được sẽ dời lại công trường Quách Thị Trang. Và tượng bà Quách Thị Trang thì cũng trả lại như xưa thôi, như xưa. Đó là một cái tín hiệu cũng rất là vui. Đây là con đường Trần Hưng Đạo. Sunny sẽ chạy chậm chậm để chúng ta đi đại lộ Lê Lợi. Bên phải là tạp hát Đại Nam, bên trái là trường Teleman, siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Hiện tại không có ai, toàn là thấy nhân viên. Thì mình sẽ đi ra con đường Nguyễn Huệ thì mình sẽ thấy những hình ảnh coi bão bùng như thế này, ảnh hưởng bão mưa gió như thế này, các bạn trẻ có ra vui chơi không? Thì chúng ta sẽ hình dung được cái khu tình hình Sài Gòn đối với cơn bão số 4 như thế nào. Máy bên trái thì những người ta đang ráo riết người ta làm. Ban ngày thì Sunny đi thì thấy người ta chán nhựa đường rồi, xe lưu xe ủi chán nhựa đường rồi anh chị. Đây là một cái công trình thế kỷ. Khi mà công trình này hoàn thành thì cái bộ mặt ở Sài Gòn thì nó thay đổi, nó hoàn toàn khác. Cũng rất là vui khi dạo này thì có YouTube mạng truyền thông, nên chính vậy là những cô chú anh chị mà xa Sài Gòn á sẽ cập nhật những hình ảnh trung tâm Sài Gòn hoặc là đâu đó nhiều hơn. Thường thường thì buổi tối thì chợ Bến Thành cũng lên đèn, nhưng mà đối với những hình ảnh này thì thấy tắt đèn rồi. Một số bà con cũng liên tiếp bán, nhưng mà xin đi nghỉ thì bán còn không được bao nhiêu đâu anh chị. Chợ Bến Thành. Bầu trời này nó xám xịt. Còn bên đây là cái công trường Quách Thị Trang, cũng đang trả nhựa. Đó, toàn bộ. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi đại lộ Lê Lợi và ra con đường Nguyễn Huệ nha anh chị ha.
Rồi, mời anh chị đi tiếp với Sunny nha. À, bên phải là con đường Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng cũng ra Nguyễn Huệ, đi ngang qua trường kỹ thuật Cao Thắng rồi chợ cũ Tôn Thất Đạm. Đây là đại lộ Lê Lợi được mở ra cái tôn. Ở dưới thì có cái hầm của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Sau 8 năm rào trắng. Nhưng mà hiện tại thì hai bên thì ngày xưa anh chị nhớ con đường đại lộ Lê Lợi rất là sầm uất, buôn bán nhộn nhịp. Nhưng mà bây giờ về giá cả thuê mặt bằng nó cao quá anh chị. Cao nhất nhì ở Sài Gòn, nhất là Nguyễn Huệ. Và con đường tự do Đồng Khởi, con đường này là thứ nhì. Đại lộ Lê Lợi nè, nhưng mà cao quá thì không có ai thuê mướn hết. Một cái giá mà thuê anh chị biết bao nhiêu một tháng không? 600 triệu một tháng. Đó, 600 triệu một tháng. Đây là một cái mall Takashimaya của Nhật Bản, cũng vắng, không có khách. Cái mall này rất lớn mà hiện tại thì cũng đâu có khách gì đâu, khách cứa gì, bắt que thôi. Chia sẻ với anh chị nha. Nó có địa chỉ là 65 Lê Lợi. Cái mall này lớn lắm. Đó, chẳng có khách cứa gì cả. Chỉ có bảo vệ thôi. Mấy bữa thì đông lắm. Rồi, thôi chúng ta đi tiếp nha anh chị. Nói đến Sài Gòn thì khu vực trung tâm thì các bạn trẻ thường đi dạo rồi uống cà phê, những cà phê cốc lề đường như là Hồ Con Rùa, Bưu Điện, Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó, bên phải anh chị đó là con đường đi xuống hầm và tuyến metro. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì cũng vắng nha anh chị ha. Vắng. Không có đông giống như những ngày thường. Nhìn là biết là vắng vẻ này. Anh Sunny sẽ mời anh chị chúng ta đi chợ cũ Tôn Thất Đạm nha anh chị ha. Mình sẽ đi con đường Huỳnh Thúc Kháng mà tới chợ cũ Tôn Thất Đạm. Nhìn cái cảnh này thì anh chị cũng hình dung ra phần nào. Cảnh nó vắng, nó không có đông đúc giống như những cái dịp khác. Đ
đây anh chị. Đó, nó cũng vắng thôi. Rồi, thôi, mời anh chị tiếp tục, chúng ta sẽ đi con đường Quỳnh Thúc Kháng. Chờ cụ Tôn Thất Đạt. Cái địa điểm bên trái là những cái quán cà phê hàng ngày ngồi la liệt. Ê, con đường này mình không có đi chợ cũ được, mình sẽ đi một vòng. Hồ Tùng Mậu, Võ Duy Nguyên. À, ở đây thì có nguyên một cái dãy nhà xưa cũ và nó trở thành những cái quán bar và những em chân dài. Rồi chúng ta quẹo đây. Đây là con đường Tôn Thất Đạm đây. Đây, phía trước mặt anh chị đó là chợ cũ. Nhìn chợ cũ thấy buồn quá. Con đường Quỳnh Thúc Kháng này ngày xưa xin đi chị nhớ là bán băng đĩa, rồi bán những cái phụ kiện chụp hình, máy quay phim chụp hình. Thì lúc đó chỉ ra mua băng đĩa thôi, còn về cũng đâu có tiền mà mua máy quay phim chụp hình anh chị. Cái hình ảnh chợ cũ đó. Anh chị thấy nó vắng vẻ không? Chợ cũ này là một ngôi chợ cả trăm năm của Sài Gòn. Nó có trước hơn cả chợ Bến Thành nè. Ngày xưa anh chị nhớ cái khu vực này, cái đường Nguyễn Huệ là cái kênh chợ vải đó. Thì cái chợ là hình thành từ cái thời đó. Đường Nguyễn Huệ, đường Hàm Nghi là những cái dòng kênh người Ấn, người Hoa, người Việt, người ta kinh doanh buôn bán. Một cái nơi cũng rất là sầm uất. Sau cái chợ đó dọn dời về chợ Bến Thành thì cái chợ này nó vẫn còn tồn tại từ lúc đó đến bây giờ anh chị. Người ta mua bán từ thế hệ này qua thế hệ khác, cứ bám vào cái chợ này. Cái chợ này thì cũng nghe nói là bị lên kế hoạch là dọn dẹp giải tỏa, nhưng mà vẫn thế gì chứ, nói chứ giải tỏa thì nó sẽ sạch hơn, nhưng mà nó ảnh hưởng biết bao nhiêu cuộc sống, biết bao nhiêu người dân. Những quán bar phía trước mặt thì không có khách. Đây là con đường Hàm Nghi. Xin đi sẽ về con đường Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thái Bình nha anh chị. Băng qua con đường Baxter. Ta tới con đường Công Lý.
con đường Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Văn Sâm là con đường ngày xưa nó cũng bình thường thôi, nhưng mà từ lúc có những cái hãng xe khách, xe đò, bây giờ gọi xe đò thì nó không, xe đò nó không giống như xưa vậy, bây giờ xe máy lạnh chất lượng cao thì nó đi cái tuyến Vũng Tàu. Đợi đèn xanh đèn đỏ thì Sunny sẽ quẹo trái. Đó, đây dòng xe trên con đường Công Lý, này là năm kỳ khởi nghĩa, đi thẳng là chúng ta cũng biết ra chợ Bến Thành, công trường Quách Thị Trang rồi. Ở đây thì bên trái là không quẹo, cẩn thận là công an. Kích dữ lắm. Đây, con đường này. Thì con đường này thì để anh chị có rất là nhiều cái hãng để chúng ta đi. Vũng Tàu, Toàn Thắng, Hoa Mai, nhiều hãng lắm anh chị. Nhưng mà Sunny thường thường đi Toàn Thắng thì nhiều. Đường phố nó vắng vẻ, đúng là chính xác là mọi người thì cũng sợ mưa gió của ảnh hưởng cơn bão nên mọi người thì đi làm cũng về nhà, các bạn trẻ thì cũng ở nhà thôi anh chị, và cũng mong rằng cơn bão này nó sẽ nhẹ nhàng, có thể là đi vào cái miền Trung thì nó sẽ giảm cái cường độ, nó trở thành là một cơn áp thấp thôi. Cuộc sống đã khó khăn rồi, nó càng khó khăn hơn khi mà bão đổ bộ giờ. Sunny cầu xin là vậy. Và Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Cuộc sống luôn lúc nào cũng vui tươi, an lành. Sunny cũng muốn chốt cái video clip bằng hình ảnh của nhà chú Quả nha. Đây hình ảnh của nhà chú Quả. Đây, phía trước mặt Sunny rất là vui thực hiện cái clip này, một vòng để anh chị thấy đường phố Sài Gòn trong cái cơn bão, ảnh hưởng bão Noru, để anh chị xem đường phố nó như thế nào. Nhà chú Quả, Sunny có cái clip khám phá ở trong khu vực này rồi anh chị. Anh chị có muốn xem thì Sunny chia sẻ đường link. Rồi anh chị khỏe nha. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye.